Dạ, mời có ngồi. Rồi, cô cầm micro này cao cao lên giống như thành viên nhá. Đúng rồi, cầm lên để này. Đúng rồi. Lời đầu tiên thì Thành Nguyên mới chào cô đã đến với chương trình của Thành Nguyên. Dạ. Trước tiên thì cô gửi lời chào tới cho các cô chú các anh chị đang xem chương trình Một Đôi Điều ha cô ha. Dạ. Dạ. Cô chào Thành Nguyên. Dạ. Chào anh chị em trong cộng đồng mạng của Thành Nguyên. Dạ. Cô tên Phạm Hồng Tâm. Phạm Hồng Tâm. Dạ. Hiện ngụ tại ấp Phú Tân, xã Phú Tân, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang. À. Dạ. Cô đến đây với chương trình là cách nói một nửa yêu thương á. Dạ. Thì cô có xem chương trình của con nên cô rất thích. Mà dạ. Cô có đi chương trình của Phùng Kiều rồi. À, nhưng cũng, nhưng mà có mấy người trọng cô nhưng mà cô không cũng chưa có ưng bụng lắm. Chưa ưng bụng. Nên cô thấy cái chương trình của Nguyên hôm qua có cái anh Lót nha, với anh Lót ở Thợ Hồ của Bình Phước á. À dạ. Cái hoàn cảnh ảnh cũng giống như cô. Ừ. Và đáng thương á. Cho nên cô thì cũng có nhà cửa. Dạ. Cũng cô cũng có một số tài sản mình để sống đó. Dạ. Nên cũng kết nối với anh được đó thì cô vào đề rất là nhanh gọn, dễ hiểu và xúc tích. Trước khi mà Thành Nguyên hỏi chi tiết về cái vấn đề đó là cô muốn kết nối với ai đó thì bây giờ cho con hỏi thêm về cái tuổi và cái công việc của cô chút xíu nè. Cô năm nay 57 tuổi. 57 tuổi. 57 tuổi, cô tư tỷ á. À. Cô bán món ăn, cô là thợ nấu. Dạ. Yeah. Bán hiện đại cô bán món ăn. Dạ. Yeah. Nhưng cô dự định là cái tháng 9 này cô có cho thuê cái nhà đó, hai nhà, cô có hai cái nhà em. Ừ. Cô cho thuê một cái thì thuê làm văn phòng, một cái thì coi như cô cho cửa sắt, nhưng mà tháng 9 này cô lấy lại, cô định làm nhà nghỉ qua đêm. Còn nếu kiếm được một bờ dai nương tựa vững chắc thì cô mở ra cái vựa lúa rạo hoặc là cái xưởng nước lọc đó. Còn nếu không thì làm nhà nghỉ qua đêm thì mình nên cô quản lý được. Nhưng mà một mình cô quản lý hết luôn được hả? Được. Nhưng mà cái gạo thì cô làm mình nên không nổi. Nhưng mà cái nhà nghỉ qua đêm thì cô quản lý mình nên được. Dạ, bởi vì theo như con thấy thì thường là những cái công việc đó thức đêm thức hôm cũng khá là cực đó. À, đúng rồi. Yeah. Nhưng mà cô bán món ăn giờ 3 giờ đêm cô cũng thức rồi. À vậy hả? Cô bán tới 12 giờ cô dọn 1 giờ mới xong xuôi. À, lúc nãy cô nói cô tên gì mà con quên mất rồi. Cô tên Phạm Hồng Tâm. À, cô Hồng Tâm. Dạ. Ừ. Thì không biết là cô Hồng Tâm đến với chương trình của Thành Nguyên thì không biết là cô xem chương trình của Thành Nguyên có nhiều không? Nhiều em. Nhiều hả? Ừ, nhưng mà không biết chỗ, không hổng thì cô định đi đây nhưng mà không biết chỗ, cô ghé qua bên Phụng Kiều. Dạ. Cô nhận xét gì về chương trình của Thành Nguyên nào? Rất thích chứ, với lại em nói chuyện dễ thương, đẹp trai. Dạ. Còn về cái chương trình thì về cái độ thiết thực của chương trình này thì cô thấy sao? Cô thấy nhiều cặp cũng nên duyên với em. Nên cô thấy là gì nên cô cũng mong ước là mình cũng duyên họ. Hôm qua là cô coi mới coi cái clip của anh nói hôm qua thôi. Nhưng mà thấy hoàn cảnh của anh rất là giống cô. Tại vì cô cũng chồng cô đã chết nay 30 mấy năm mà. Lúc cô mới 30 mấy tuổi rồi. Lâu ha. Cô trôi giặt lên Sài Gòn, cô làm cô đủ thứ công việc hết. Để nuôi cho thằng con Út cô nó sửa xe đó, cô có 2 đứa con. Rồi cái cô gặp ông sao là 3 năm sau cô gặp ông sao. Cô sống với ổng 11 năm nhưng mà không có làm đám em. Nhưng mà sau này có kết nối với một người nữa ha. Nhưng mà ổng bỏ cô đi rất là nhiều lần. Đi rồi ổng về, ổng về ổng năn nỉ rồi ổng đi. Có lần đó cô cách đây khoảng chừng 3-4 năm mà ổng nhục mạ cô nó thậm tệ luôn, cái cô tức mình cô về, cô mới có chồng. Cái chồng có chuẩn bị làm đám cưới, tháng sau làm đám cưới cái ông trở về ông năn nỉ. Ông năn nỉ ông kêu tha cưới cho ông đi, ông làm lại từ đầu. Anh sẽ làm chồng tốt, anh sẽ yêu thương em, rồi ông nói quá trời luôn. Cái cô thấy cô cầm lỏng đậu, cô tha thứ cho ông về. Về được năm cái ông trở lại ông đi tiếp tục. Thôi giờ cô dứt khoát luôn rồi. Nên cô giờ cô sống với mình ơn nè. Nên cô muốn kiếm người như độc thân như cô á. Như là về sống nó không có vướng bận con cái mà cô thấy nó đó như không có con. Khi mà cô đến với chương trình của Thành Nguyên thì các con cô cũng như là người thân có ai biết và ủng hộ không? Biết, hai đứa con cô nó biết, nó ủng hộ, hai đứa con cô đồng ý, nó nói mẹ vui là được. Nên nó không ý kiến, con cô nó có gia đình riêng hết rồi. Cũng có nhà cửa tư riêng, mới do thằng Út là cái nhà, mới cho nó sang nhà cho nó 600 mấy triệu nè.
cũng mới hơn tháng nay thôi. Rồi nói gì nữa, nó sửa xe Honda, nhỏ thì sửa xe Honda. Bây giờ là lo cho con cái đâu vào đó rồi, rồi mình đi tìm cho mình nha. Rồi mình nên cô và cô được hai cái nhà. Mà việc với cô là coi như an tâm vấn đề. Bệnh quản cô có bảo hiểm nhân thọ hai cái luôn. Cô mua bảo hiểm nhân thọ cao cấp đó. Năm cô đóng 25 triệu, hai cái là 50 triệu. Vâng. Một năm là 50 triệu tiền bảo hiểm đó. Bảo hiểm á. Bệnh quản bảo hiểm lo cho cô hết trơn á. Chỉ cần người nương tựa là coi như bệnh quản cháo lao nước nôi với hữu hỷ chứ bữa cơm mấy em. Mơ ước của cô bình thường thôi á. Ví dụ sáng chồng là làm việc của chồng, vợ làm việc của vợ. Chiều tắm rửa cơm nước rồi chở nhau đi uống cà phê. Chuyện tiếng hồ về vậy là đủ rồi đó. Mơ ước cô nhỏ vậy thôi. Mơ ước có quá nhỏ nhoi. Nhưng mà sống phải chung thủy nha. Chứ không nhận sống mà không chung thủy là cô không có chịu á. Bởi vì là Thành Viên thấy chia sẻ của cô thì cô cũng đã lỡ đò hai lần rồi. Mà bây giờ mà thêm nữa thì nó cũng không có vui vẻ gì ha cô ha. Cho nên là Thành Nguyên á, thì Thành Nguyên cũng nhắn nhủ với các cô chú các anh chị một điều là như thế này. Khi mà mình mà kết nối được với cái nhân vật mà mình yêu thương á thì mình cũng nên tìm hiểu kỹ hơn nữa. Tránh những cái tình trạng mà không được hay nó xảy ra sau đó. Thành Nguyên thì cũng chỉ là cái nhịp cầu nối lúc ban đầu thôi. Và sau đó là do các cô chú các anh chị thử tìm hiểu với nhau. Chứ đi sâu đi sát hơn nữa thì Thành Nguyên cũng không có làm được. Nên mình là tránh những cái điều không hay xảy ra thì mình nên tìm hiểu cho thật kỹ. Vâng, cô Hồng Tâm cho Thành Nguyên hỏi thêm chút xíu nữa này. Là cái điều gì mà ở anh Lót mà cô ưng bụng nhất nào? Coi như ảnh này cũng có hai đời vợ rồi, nhưng mà cái thứ nhất là coi như ảnh cũng thật thà, là coi như nuôi con người ta mà cuối cùng còn tha phản. Cái thứ hai nữa là như ảnh độc thân một mình nên như về sống nó dễ hơn, nó không có vướng bận vấn đề con cái rồi không có phàn nàn đấy em. Nên nó cô ưng bụng là coi như dưới hoàn cảnh giống như cô là coi như không bụng chè không gì đó cô. Không cờ bạc nè, không thuốc mà không vé số đề không gì hết, cô chỉ cà phê thôi. Cô tối ngày cô quần quật mà cô cũng không có đi chơi bao giờ nữa. Có ngày cô quán quần quật buổi sáng xong cái về cái như nghỉ ngơi rồi cô uống cà phê ngày ba cử nha. Nhưng mà không có đi quán, cô phải ở nhà cô uống thôi. Nên tối thì buồn cao kê. Nên có điểm trùng hợp là coi như cao kê, thích cao kê. Vậy ha. Thế rồi có thuộc bài nào không dành tặng cho anh Lót cũng như Thành Nguyên? Thôi ca này kỳ lắm. Sao đâu kỳ, có hai đâu. Cô ca cô ngượng. Mà cô rất là giỏi dáng đó. Như tất cả công việc là cô giỏi dáng, như tự mua bán làm ruộng vườn trong nhà cô rất là giỏi dáng đảm đang. Nhưng mà cô cũng thật thà. Tính cô cũng thật thà hiện chứ cô không có hung dữ. Cô nói lắng nghe chứ không phải là nói người ta nói sao nói vậy ha. Tính cô như nè, không có giấu trong lòng được. Ví dụ chuyện gì cô không mấy là cô phải nói ra chứ không có giấu trong lòng được, nhưng không giận ai hết. Thành Nguyên thấy anh Lót chia sẻ cũng khá là thật tình. Và cái điều đó đem lại cho anh rất là nhiều những cái tình thương mến thương của các cô các chị dành cho anh. Vâng, thì nhân đây Thành Nguyên cũng nhắn nhủ một cái thông điệp tới cho các anh các chị các cô các chú rằng là cái khi mà mình mà lên đây mà mình thật lòng từng nào đó thì cái được mình nhận được lại nó rất là nhiều. Còn mà mình nói có cái điều gì đó khuất tất hay là không thật đó, thì cái ánh mắt và cái thần thái của mình nó cũng thể hiện một cái phần nào đó, thì nó sẽ ngược lại là cái được mình sẽ mất nhiều hơn. Cho nên là theo Thành Nguyên nghĩ rằng là có gì thì mình cứ chia sẻ như vậy ha cô ha. Thì nó sẽ cái lợi của mình sẽ nhận được về cái bản thân rất là nhiều. Vâng, thì cho Thành Nguyên hỏi cái vấn đề này xíu nữa này. Không phải là ai tới chương trình của Thành Nguyên cũng kết nối thành công, nhiều khi còn tùy duyên nữa. Đúng rồi. Vâng, thì nếu như mà có duyên với anh Lót thì Thành Nguyên không nói làm gì phải không ạ? Nhưng mà nếu như mà chưa đủ duyên thì cô vẫn có thể mở lòng với những người đàn ông khác phải không ạ? Được em, nhưng mà cô ví dụ cô thích người đàn ông là coi như cao lớn, cao to người á, có đầu óc kinh doanh. Vâng. Nhưng chỉ vậy thôi. Vâng.
Còn ví dụ bên kia có tiền cũng được, không tiền cũng được, như là cô cũng có tiền, có ra, cô có số tiền gửi ngân hàng thì cứ về với cô ha. Rồi về với cô là sống như, nhưng mà phải chịu làm ăn ha. Dạ dạ. Tại vì chứ không có rửa giống, không phải là gánh nặng của nhau ha cô. Ví dụ em, cô nói là bây giờ mình lớn tuổi nhưng mà em tùy theo cái sức của mình. Ví dụ lớn thì mình làm tuổi theo tuổi lớn, còn ví dụ trẻ thì mình làm theo tuổi trẻ, phải không? Chứ đâu có ai mà ngồi không mà ăn mà tiền còn hoài. Đúng rồi. Rồi cho Thành Nguyên hỏi xíu nữa là về cái vấn đề tuổi tác. Nếu như mà chưa đủ duyên với anh Lót á, thì những người đàn ông sau mà đến với cô á, thì cô mong muốn độ tuổi nào? Ví dụ độ tuổi từ 60 trở lại em. Ví dụ có con ấy thì ví dụ tùy duyên, ví dụ 61, 62 cũng được, nhưng mà phải rồi, rồi thấp nhất là bao nhiêu? Thấp nhất là chắc, nhưng mà độ tuổi bằng cô là không được ha. À phải hơn. Với cái tuổi cùng một tuổi tỷ với cô là kỹ. Để tôi có thầy rất là nhiều người ai cũng nói, nếu mà cái tuổi nó ứng tuổi này là nhiều nghèo qua đời luôn á. Mà nào giờ nhỏ hơn thì cô chưa có nghĩ tới, tại vì đó giờ là nói chung là hiện tại là cứ mong muốn là nhiều duyên hơn. Tới đâu rồi đi coi như tùy tiền tới đâu tính tới đó ha, tới đâu tính tới đó, nhiều khi phù hợp thì mình cũng không cần. Nhưng mà với cô thì coi như là điều kiện có nhưng mà sống thoải mái, là tại vì cô ở có một mình anh. Vâng. Ở nhà riêng một mình ở luôn, không có chung với con. Hai đứa con cũng ở riêng, con cho hai đứa hai cái nhà riêng hết. Vâng. Mà con cô này nó hiền. Dạ. Nên nó ở cách cô khoảng một đứa khoảng chừng 50-70 mét à. Dạ. Cô ở đoạn đầu này, hai đứa nó đoạn cuối, mà cũng khu cùng chợ luôn em. Nhà cô ở tại chợ luôn, ở tại chợ xã. Dạ. Theo như cảm nhận của Thành Nguyên về cô Hồng Tâm đó, thì cô là một người rất là thẳng thắn, rõ ràng, đâu nó vào đó, và cũng khá là tình cảm đấy. Mà cô sống về tình cảm, ví dụ em giàu mà cô không có cảm tình, em cũng không ơn, cũng cô không gì tiền rồi. Cũng như em chết em không đem tiền theo được. Đúng rồi. Nên mình bây giờ cô thì tiền cũng có rồi, không có giàu gì hơn ai lắm. Dạ. Nhưng mà nếu như cuộc sống cô sống thoải mái, rồi nhà cửa rồi có rồi. Với lại cô nghề nghiệp cô cũng có, cô hiện tại quán cô bán đất rồi đó. Dạ. Ngày là kiếm 500-600 triệu bình thường. Dạ. Cô bán buổi sáng thôi. Nên ai cũng kêu cô nghỉ đừng bán, có tiền mày xuống đi bán kia. Nhưng mà cô nói ở không chịu không nổi, là cô phải làm, lứa tuổi nào mà cũng phải làm hết. Nhưng mà tùy theo sức của mình thôi. Dạ. Làm thì nhiều khi nó có thu nhập nó cũng vui. Cái thứ hai nữa là mình ngồi không nó cũng buồn. Chứ em có bạn bè em giao du, em nói chuyện rồi nó cũng đỡ buồn. Còn ở nhà em nằm ở không, ở trong nhà có ngày rồi beo còn buồn hơn nữa. Dạ. Mà với lại là khi mà mình ở không á chị cô thì nó cũng sinh ra nhiều mọi thứ thật xấu đó. Rồi với lại em biết không, cô bán á là đỡ cho hai gánh đứa con tôi là sáng với việc sáng là tụi nó lại ăn năm đứa cháu. Năm đứa cháu nội á, cô có gái có hai đứa trai không ạ. Năm đứa cháu nội với con trai cô thì sáng lại nó ăn rồi nó làm. Còn lớn tôi thì nó bán bảo hiểm nhân thọ đó, hai vợ chồng nó bán bảo hiểm. Rồi nhà nó có xe tải, nhà ngon đó. Rồi nhỏ sửa xem ra đối diện ấy, như là nuôi được con hai đứa con hai gia đình đó. Rồi mình có cái lời ra thì sống nó thoải mái. Vậy là con với cháu là ăn sáng là qua bên mẹ bên bà ăn bên không bà có mất không. Gì không, cô mới lấy tiền. Cô nói mẹ cho con á là 700 triệu mà cho được lấy tiền con mấy chục ngàn lấy làm gì. Đúng không? Mẹ em chết tài sản em cũng cho nó chứ em đâu có đem theo được đâu. Giờ mình có tiền rồi lấy con nói chi. Lấy có khách hàng nhưng mà cô bán rất rẻ nè. Tại vì cô nghĩ là như thường khi cô nói đủ cô như cô bán là ngày cô kiếm 100 ngàn á. Để uống cà phê xây xài thôi. Nhưng mà bán là hơn 100 ngàn. Cô để thịt khách rất là nhiều. Nên hết nghe khai nên cô bán đắt lắm, bán đắt lắm. Là mình lấy số lượng đấy ha cô ha. Cô dạng như bán mà một cái thứ nhất là mình để cho vui. Cái thứ hai là có tiền em đi xài cà phê cà pháo hàng ngày thôi. Mình không có thôi xài vô tiền của mình. Tiền cô để cô đi dành đóng bảo hiểm nhân thọ. Nhưng mà cái tuổi già mà như vậy em biết sao không? Tuổi già mà bệnh rồi con cái nó cũng có công việc của nó đó. Ví dụ nó lợi nó thăm em chút hay nấu một tô cháo nó bưng qua rồi thôi, chứ nó đâu có kề cận với mình. Nên ý cô là cô muốn tìm một người để kề cận là để khi bệnh hoạn một bạn thuốc hay là nấu miếng nước uống cháo vậy thôi. Với hai là mình bệnh thì đi nuôi bệnh vậy thôi, chứ còn thuốc tiền bạc thì coi như cô khỏi lo đi, tại vì bảo hiểm lo cô toàn bộ hết trơn á. Đúng rồi, với lại là Thành Nguyên nghĩ một điều là như thế này. Có nhiều cái bình luận, có nhiều cái comment á, bảo là tuổi như các cô này kia mà sao không có ở với con cháu mà lại phải đi lên đi tìm. Thì thực ra Thành Nguyên chia sẻ một cái điều là thế này. Con cái đó không phải là
ai cũng có hiếu với cha mẹ. Đúng rồi. Cho nên cái chuyện mà cha mẹ ở với con cái thì cũng được dăm bữa nửa tháng thôi, chứ không có thể nào mà ở ăn đời ở kiếp với con cái được, phải không là cô? Đúng rồi. Cái thứ nhất, cái thứ hai là sau mà các cô, các chú, các anh, các chị mà có đổ bệnh mà có nằm ra đó thì chỉ có ông bà chăm cho nhau mới là hiệu quả thôi, là mới chú đáo thôi. Còn con cái thương thì... em cái nào thương với lợi chút nó một phần rồi. Nào đó thôi, chứ còn vợ con hay là chồng con, còn công việc thì bao nhiêu thứ nữa. Cho nên một tháng 30 ngày thì đâu đó khoảng tuần, vài tuần con cái chạy đi chạy lại thôi, còn thời gian còn lại thì cha mẹ cũng ở mình vậy, chứ đâu có thể nào mà cũng ở mình ơn. Với lại ăn cơm mà cô buồn nhất là cái sao ăn cơm mà em bớt một tô cơm mấy em ngồi ăn mình ơn, nhiều khi suy nghĩ tới cái nước mắt mình rớt ra. Ví dụ dọn ăn cơm ra gia đình ăn nó thấy nó vui vẻ, nhưng mà bớt một tô cơm mà ngồi ăn cái nó tủi thân thân. Cái tuổi nào cũng cần có niềm vui, cũng cần có người bầu bạn. Thì cho nên nhân đây thì Thạch Nguyên cũng muốn gửi cái thông điệp tới cho các cô chú các anh chị đang xem chương trình. Thì cũng hiểu cho các cô chú các anh chị khi đến với chương trình của Thạch Nguyên thì không ai mong muốn rằng là mình đang hạnh phúc, đang vui mà chạy đi tìm một người mới, phải không ạ cô? Cho nên là mình có thiếu thì mình mới đi tìm, để tìm cái niềm vui, tìm cái niềm an ủi trong cuộc sống. Thì mong quý vị nếu như mà không có yêu và không có thương thì cũng đừng có nói lời cay đắng ha cô ha. Cũng dành những lời chúc phúc để cho những người như các cô, các chú, các anh, các chị đến với chương trình của Thánh Nguyên được an ủi phần nào. Thì bây giờ đó, những cái gì cần hỏi thì Thánh Nguyên cũng đã hỏi rồi, và những gì chia sẻ thì cô Hồng Tâm cũng đã chia sẻ. Thì không biết là cuối chương trình thì cô Hồng Tâm có cái điều gì đó muốn nhắn nhủ tới riêng cho anh Lót, cũng như là tới cho các cô chú các anh chị đang xem đây một đôi điều không? Trước khi đến với chương trình, cô cũng cảm ơn Thành Nguyên cũng nhờ em làm nhịp cầu nói. Với nhắn nhủ với anh Lót là nếu có duyên ha thì đến với cô là coi như cuộc sống an toàn, tại vì cô rất là chung thủy. Với lại hoàn cảnh cô cũng như anh, coi ra rớt nước mắt luôn á, cũng giống như anh. Nhưng cô chỉ có nhiều lời đây thôi, cô hết chương trình, cô cảm ơn cộng đồng mạng. Là cô chào Thành Nguyên. Dạ vâng. Cảm ơn những chia sẻ của cô. Sau ngày hôm nay Thành Nguyên sẽ đăng tải clip này lên. Rồi việc còn lại đó thì mình sẽ chờ thông tin từ anh Lót ha cô ha. Rồi, có thông tin gì đó từ bên kia thì Thành Nguyên sẽ cho cô hay. Còn bây giờ thì Thành Nguyên cũng xin tạm dừng video tại đây, và cảm ơn quý vị rất là nhiều đã luôn đồng hành dõi theo cùng Thành Nguyên từ đầu chương trình tới bây giờ. Cũng như thường lệ thì quý vị khi xem video đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ cho Thành Nguyên nha quý vị. Rồi ok cô ha, để có gì thì Thành Nguyên sẽ báo tin cho cô.